Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh bò ha, không cần men, không cần bột nổi nhưng bánh vẫn nổi đẹp. Nguyên liệu chúng ta gồm có 200g bột gạo nè, 100g đường, 2 quả trứng gà và một muỗng cà phê muối, một ống vani và một chút xíu chanh. Một bọc sữa tươi 220ml ha các bạn. Hột gà thì chúng ta chỉ lấy lòng trắng thôi. Đường này đánh lên với sữa với bột thì chúng ta sẽ nhồi nó. Mình đổ sữa vô trong cái bột này nè, 200g bột thì 220ml sữa là tương đương một bọc sữa tươi các bạn. Mình đổ vô xong mình rửa tay thật sạch, mình nhồi nó, nhồi cho nó mềm nhuyễn ra ha, cho bột nó mịn ra. Sau khi bột mịn á thì chúng ta mới đi đập trứng vô trong cái đồ đánh trứng. Mình đập lấy lòng trắng này nha các bạn. Mình hết trứng gà, mình còn một trứng gà, một trứng vịt nên mình làm đại ha. Rồi đập trứng vịt cũng lấy cái lòng trắng thôi, chích màu nó lọt ra đây để ta múc ra. Rồi sau khi mình đánh lòng trứng xong thì mình bỏ muối với chanh vô. Mình đánh cho tan muối với chanh xong mình bỏ đường vô các bạn. 100g đường mình chia làm 3 lần bỏ vô ha. Bánh này mình làm cách này không cần men, không cần bột nổi nhưng mà bánh mình nổi rất là đẹp, rất là mềm các bạn. Rồi sau khi mình đánh bông lên trên, mình dở cái cây đánh lên, thấy cái bột mình nó đứng vậy là được rồi các bạn. Nó không có ngã xuống nữa là được rồi ha, nó đặt vậy là được rồi đó. Rồi chúng ta bỏ vào đây một ống vani, trộn đều lên. Rồi cái thao bột hồi nãy á, chúng ta múc cái trứng này vô, chúng ta trộn đều. Trộn cho bột với trứng đều với nhau các bạn. Nhớ là móc móc ở dưới lên ha, chúng ta đừng có quậy nó bị chìm á các bạn, móc móc ở dưới lên. Mình trộn trộn ở dưới trộn lên ha. Rồi sau khi trộn đều nè, bây giờ chúng ta đi lấy cái nồi, bắt cái nồi lên, chúng ta nấu nước cho nó sôi lên. Trộn đều xong rồi mình mới là múc ra trong cái chung mình hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi các bạn. Rồi ở đây là mình múc vô từng chung, trong mấy cái chung này chúng ta phải tha chút dầu ha, cho nó dễ chóc. Ta múc cỡ khoảng 9 phần chung các bạn. Bạn cho nó nở ra là vừa các bạn. Chúng ta múc xong hết trơn đi rồi chúng ta mới chờ nước sôi, chúng ta mới để vô hấp. Nhớ là hấp để lửa mạnh mạnh nha các bạn. Cái bánh này rất là đẹp luôn nè, nó nổi rất là nhẹ luôn các bạn. Không cần men ha, làm rất là lẹ luôn, trong vòng 15 phút là có bánh nè. Rồi nước sôi nè, chúng ta để bánh vô đây, chúng ta để hơi thưa thưa các bạn, cho hồi nó chín nó có hơi đủ các bạn. Rồi thêm một cái nắp nữa, mình làm tới 2 tầng ha. Rồi mình hấp cái này trong vòng 15 phút ha. Sau khi đánh mình 15 phút nó chín nè các bạn. Bánh mình rất là đẹp luôn nè, thấy không, nó nổi rất là mềm luôn nè. Mình nó xốp nữa các bạn, thơm nữa các bạn. Bánh của mình sau khi hấp xong nè, nó trắng tươi luôn các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, theo cái cách này nó rất đơn giản, rất dễ làm nhưng ăn rất là ngon luôn, làm rất là nhanh.
Trong vòng nửa tiếng là có bánh ăn rồi, mình hấp 15 phút với là 15 phút là nửa tiếng. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh mình. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.